góc nguyên đồ ăn. Người Việt là phải tập dùng đũa. Dầm ăn spicy shell. Dầm ăn nhỏ. It's not even spicy. It's not spicy at all. I don't need water. Mine is actually red a lot because I like spicy. Yeah. Are you red a lot? Yeah. I'm all red. Đây, xơ qua luôn. Mine's turning orange. Thấy tàu bự chứ tàu rau mà. Nhưng bà ăn xì mài. Rau không thấy chưa, chà bá luôn thấy không? Why do you get a big bowl? Yeah, yeah, ăn nó đâu được ăn rau vậy đó. Khéo khéo mới. Because. Phải không?